chống gì vậy các bạn? Chiều nay ở tại thành phố Hồ Chí Minh và Nam Bộ tiếp tục có mưa, ghi nhận tại một số tỉnh có mưa to như là Đồng Nai, An Giang, Bến Tre, Tiền Giang, tương ứng với những hình ảnh có độ phản hồi màu vàng và màu cam trên ảnh radar. Thời tiết Nam Bộ ngày mai vẫn sẽ có mưa rào vào buổi chiều từ khoảng 14 giờ cho đến 19 giờ. Quan sát trên bản đồ dự báo sẽ thấy chủ yếu là mưa lượng nhỏ dưới 25mm. Số điểm mưa to với lượng từ 25 cho đến 50mm chỉ xảy ra cục bộ. Tuy nhiên vẫn cần đề phòng theo đó là dông sét và gió giật mạnh có thể đi kèm. Trước đó buổi sáng và trưa trời vẫn có khoảng nắng nhẹ. Nhiệt độ cao nhất ở tại thành phố Hồ Chí Minh, Biên Hòa, Vũng Tàu, Cần Thơ hay là một số tỉnh thành khác của Nam Bộ vẫn sẽ có nhiệt độ từ 30 cho đến khoảng 33 độ. Chuyển sang thời tiết biển, vùng biển từ Bình Thuận cho đến Cà Mau và từ Cà Mau cho đến Kiên Giang ra đến ngoài khơi của huyện đảo Trường Sa, cảnh báo có mưa dông, lốc xoáy và gió giật mạnh. Còn huyện đảo Hoàng Sa thì ít mưa nhưng gió mạnh khoảng cấp 6 cho đến cấp 7, giật cấp 9, biển động.